Đỗ Anh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 7 năm 2019, Đỗ Anh Luân xin trân trọng giới thiệu bộ sập gụ Tù Chè cùng bức tranh Vinh Quy Bái Tổ gỗ gụ, toàn bộ được khảm ốc Singapore. Ba sản phẩm này chúng tôi đã hoàn thiện xong phần vách ly để chuẩn bị ngày mai sẽ bàn giao cho khách hàng tại thành phố Hải Phòng, Chú Đức trú ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, cùng với cả quận và phường của Đỗ Anh Luân, cơ sở 2, tại cơ sở 2. Chiếc sập này có kích thước là ngang 1m, chiều ngang 1m6 x 2m, được làm bằng chất liệu gỗ gụ và khảm ốc Singapore 100% và khảm tích là hoa hồng, rất là đẹp, khảm tích hoa hồng. Chiếc sập này dạ dày là 8 phân, chân vuông 20 và mặt dày 2 phân. Và chiếc tủ chè cánh cong, đục tích ngũ phúc kim tiền, rất là đẹp. Quý vị nào có nhu cầu muốn sở hữu một trong những bộ sập gụ tủ chè siêu kỹ siêu đẹp như thế này, liên hệ ngay về Đồ Gỗ Thành Luân theo số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Đồ Gỗ Thành Luân tại hai cơ sở, tại cơ sở 1 là Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Video clip quý vị đã xem đây là Thành Luân quay trực tiếp tại Đồ Gỗ Thành Luân cơ sở 2 tại số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Bên trên kia là bức tranh Vinh Quy Bái Tổ gỗ gụ có kích thước là 1m97, rộng 97, toàn bộ ván dày 2 phân và đã được khảm ốc Singapore 100%, đang trưng bày tại Đồ Gỗ Anh Luân cơ sở 1. Quý vị tại cơ sở 1 và cơ sở 2, tại cơ sở 1 chúng tôi đang có 4 bức tranh giống nhau, và tại cơ sở 2 đang còn một bức, đó chính là bức này. Và ngoài cái bức Vinh Quy Bái Tổ mẫu nhỏ ra, chúng tôi còn mẫu to hơn như này cũng còn rất nhiều. Khách có nhu cầu muốn sở hữu một trong những sản phẩm đẹp và đẳng cấp của Đồ Gỗ Anh Luân như cái sập gụ Tù Chè hoặc là bức tranh Vinh Quy Bái Tổ thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo hai số điện thoại ghi trên mình đây, hoặc gửi tin nhắn qua Zalo, Viber hoặc truy cập trực tiếp vào Facebook Đồ Gỗ Thành Luân. Ngoài cái bức tranh Vinh Quy Bái Tổ nhỏ ra, nhưng còn là những bức tranh to lớn hơn này rất nhiều. Bức này là hàng đẹp, giá bán tham khảo tầm 30 triệu bức tranh Vinh Quy Bái Tổ này. Và quý vị nào có nhu cầu muốn sở hữu thì liên hệ với nhà Thành Luân chúng tôi để chúng tôi ship hàng đi toàn quốc. Ở phía dưới là chiếc tủ chè cánh cong cũng được làm bằng chất liệu gỗ gụ, khảm tích Văn Vương Cầu Hiền, bệ đục ngũ phúc kim tiền và lèo cũng là ngũ phúc. Và cái sập khảm tích hoa hồng, và tích hoa hồng, toàn bộ là khảm cảnh hoa hồng rất là đẹp. Và tại cơ sở 1 chúng tôi đang còn một chiếc sập 1m62m đẹp như thế này, hơn như này, đang trưng bày tại cơ sở 1. Bộ sập gụ Tù Chè này chúng tôi đã có khách hàng đăng ký rồi. Đó là một chú khách hàng cũng ở quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, gần với cơ sở 2 của Thành Luân chúng tôi. Video clip quý vị đang xem đây là Thành Luân quay trực tiếp tại Đồ Gỗ Thành Luân cơ sở 2 tại số nhà 71 ở 3 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Đây là bộ sập gụ Tù Chè cánh cong gỗ gụ đã được Thành Luân hoàn thiện xong một vali để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng tại Hải Phòng. Tất cả các phần ốc đều được khảm ốc Singapore. Rất là bắt mắt, rất là đỏ, rất là đẹp. Mỗi một chiều quay máy một góc, máy đặt khác nhau sẽ ra cái màu sắc khác nhau. Tất cả đều là ốc nguyên bản và màu tự nhiên 100%, rất là biết, rất là đẳng cấp. Ốc đỏ rất là đẹp. Và ngoài cái mẫu sập Liên Chi khảm này tôi còn rất nhiều những sập khác như sập ngũ phúc kim tiền hoặc là sập thập điệp quấn mai hoặc là sập ba bông, rất nhiều mẫu sập khác đang trưng bày tại Đồ Gỗ Thành Luân hai cơ sở. Tại cơ sở 1 là Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Bức tranh Vinh Quy Bái Tổ này khảm ốc rất là đẹp. Và quý vị nào có nhu cầu muốn sở hữu một trong những bộ sập gụ Tù Chè đẹp như thế này thì liên hệ ngay với Đồ Gỗ Anh Luân để được sở hữu. Chúng tôi còn rất nhiều những bộ sập gụ Tù Chè giống như này. Thành Luân xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại khách trong những video clip sau.